Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mèo Simmy đã bị out game. Chào lại đi Sim. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và như anh em đang thấy thì ở kế bên cạnh của mình đó chính là tất cả các thành viên của Hero Team. Chào mọi người đi anh em. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời tất cả các thành viên của Hero Team vào trong đây để tham gia cùng với mình một con map mini game khá là vui mọi người ạ. Thì cái mini game lần này sẽ không có giống như những cái mini game lần trước là chúng ta sẽ chơi mini game mà thì nó cũng là mini game mà ta. À, nhưng mà con map lần này á thì nó sẽ là một con map kiểu là phiêu lưu nha mọi người nha. Chúng ta sẽ đi chơi theo cốt truyện và chúng ta sẽ phiêu lưu giải mã, giải đố nè, sau đó là vượt chướng ngại vật, vượt thử thách nha các bạn nha. Và như anh em đang thấy thì ở đây có rất là nhiều cam của các thành viên của Hero Team luôn. Đây. Đó, đây là tất cả thành viên của Hero Team các bạn thấy. Đây, cam của mọi người nè. Mọi người giơ tay chào hai cái mọi người. Hello. Hi, ok. Rồi, thì hôm nay mình sẽ quay video và mình sẽ gọi là cho tất cả thành viên của Hero Team, mọi người sẽ mở cam ở trong đây để anh em có thể thấy được cam của mọi người nha. Ok. Trừ Mimi ra, tại Mimi hiện tại vẫn chưa lộ mặt. Cho nên em nào muốn Mimi lộ mặt á thì bạn hãy qua bên kênh của Mimi đăng ký subscribe ủng hộ cho Mimi để Mimi có thể gọi là lộ mặt trong thời gian sớm nhất nha các bạn nha. Ok. Còn bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào chuyến phiêu lưu của anh em chúng ta hay nào? Mọi người sẵn sàng chưa? Đi. Let's go. Let's go đi thôi, mẹ Simmy tránh ra, bạn che cái nút rồi. Bắt đầu đâu vậy? Ok. Đi rồi, ok, thì trước tiên là tôi nghĩ là mọi người cần phải lấy cho mọi người một cái nón nè. Ở đây nó tặng cho chúng ta một cái nón nè để làm giáp hay sao mà tại sao lại tặng có một cái nón người ta? Lại lấy thêm cây kiếm gỗ nè, lấy kiếm đây mọi người. Đó, chúng ta cùng nhau lấy kiếm lấy giáp đội vô. Rồi ok. Rồi ok, thì ở chỗ này là mình thấy nó có một cái nút nữa bạn ơi, hình như bấm vô cái nút này để bắt đầu hay sao. Rồi xong bấm xong cái nút mất tiêu luôn. Ok. Rồi mất tiêu xong rồi giờ làm gì nữa? À hình như là nói, chúng ta đang nói. Mình đứng im cho cái ông này ổng nói chuyện với mình thấy gì đó, một hồi ổng dặn mình gì hay sao á thì xong mình sẽ dịch chuyển hay sao á. Ok. Nhanh lên anh. Anh ơi. Rồi, nhanh lên anh ơi. Tốn thời gian quá, bọn em quay video và bọn em cũng có thời gian video của bọn em đâu có. Ủa sao? Ai đồ. Đồ chơi đồ gọt đồ ta luôn đâu. Nên lại cuốn nó đi. Ê cái bộ này đừng biết nữa ông trời. Ê bộ nó hơi bị bá đó. Ê bộ đồ này hơi bị mạnh luôn nha ông, rồi ông lấy hết luôn. Trời đất ơi, còn cái không, gì kê thôi. Anh không phải chơi đồ. Anh là thằng hướng dẫn. Rồi ông xin lỗi biết thằng cái ông hướng dẫn luôn rồi. Rồi ok, thì ở đây là mình đang thấy là nó họ cho mình một cái cọc ngục gì đó, làm một cái cục ngọc lục bảo nè, với lại là thịt gà nè, bộ giáp nè, rồi cái la bàn. À cái gì, cái này phải cái la bàn, cái này là cái đồng hồ. À ok, thì ở đây là tôi có gọi là 4 miếng thịt nè, tôi sẽ ăn một miếng đó, sau đó tôi sẽ chia cho Sammy 3 miếng, còn mọi người nhịn đói đi. Ok. Ok rồi, bây giờ tiếp theo thì hiện tại chúng ta đang thấy là chúng ta đang ở trong một cái ngôi làng mọi người ơi. Wow, một cái ngôi làng. Thì ở trong ngôi làng có gì không ta? Ở trên kia, ui, cúp được điều của con này rồi. Wow, ở trên đây có ông đức vua nè. Đúng rồi, đứng ở đây đức vua nè. Ê, đừng để xe vô, nên lấy bộ đồ nha. Không ơi, gì anh? Gì anh? Cúp vùng miệng quả đi, cúp vùng miệng quả đi. Ê, tào lao, cái này người ta là vua đó. Biết ngay mà. Còn nên bấm không? Ủa rồi, cái ông nào lấy luôn cái đầu của ông đức vua rồi? Hả, ai vậy? Trời ơi. Ê Mimi, tính ra bạn có thể nào trả lại cái đầu trong đức vua cho cái map nó nghiêm túc xíu được không bạn? Từ nãy giờ thấy tàn nghịch không mà làm ơn trả lại cái đầu hộ tôi cái. Ê Mimi ơi, ví dụ như mà ai mà lấy đầu đức vua xong mà lòng tiếng thì được, chứ bà lấy đầu đức vua thì bà lòng tiếng kiểu gì? Ok rồi, hiện tại ở đây chúng ta đang thấy là có ông đức vua này. Không, ông đức vua nói gì ta? Ông nói bằng tiếng Anh thôi, kệ ông đi, mình không biết thì mình đi chỗ này. Mình dở tiếng Anh lắm, mình không biết đọc đâu. Ồ, ông Nhân Lạc. Mọi người trên này có một cái con gì nó đánh nè, đánh nhau, đánh mình nè. Hả, con gì? Mọi người đánh mình nè. Trời ơi, rồi xong tôi hiểu rồi.
có ông nào gọi là hồi nãy Mimi lấy cái đầu của ông vua, cho nên là con này tức quá nó đuổi theo quýnh một mình nè. Ôi trời ơi. Rồi xong rồi, xong rồi. Mấy con ơi, dăm ba con. Trời ơi, Mimi đắc tội Đức Vua rồi. Ok, ở bên đây có gì đây? Hình như là mình sẽ phải đi qua bên khu rừng này. Ủa? Hả? Hình như qua đây nè mọi người, qua đây. Ui có bộ giáp nè. Qua đây đi, qua đây. Để em lấy bộ giáp của nó. Ôi, bạn ơi, bạn chồng các bạn ơi. Lút nhanh thế, sao bạn nhanh thế. Mọi người vào, mọi người phiêu lưu vào, mọi người lột hết đồ ở đây. Thì mình lấy đồ để mình có đồ mình mặc anh. Ok rồi, đi tiếp. Ôi, ôi trời ơi, trời ơi. Ơi sao lần nào cái mình này... Ê, cũng nhớ. Mình lần nào mình đi đến đâu rồi cũng thấy có trời mưa vậy ta. Ủa, thường là trời mưa là em nhớ là chỉ có những con map kinh dị nó mới có trời mưa thôi anh. Ôi, ôi sao đúng vậy? Cái này là map kinh dị hả? Không, này đâu phải map kinh dị. Ủa, em nhớ là tiếng Nhật mà. Đây tiếng Nhật mà. Cái cửa đã bị khóa. Ờ, bạn cần phải đi tìm chìa khóa. Đi tìm chìa khóa. Ồ, vậy là chìa khóa sẽ nằm trong cái khu rừng này nè, mọi người đi vòng vòng kiếm đi. Ôi, em kiếm chìa khóa mà em tìm được ngọc lục bảo nè mọi người. Mình thấy có cái lương. Ở đây nhiều lương lắm á. Mọi người, đi kiếm chìa khóa. Bà tính lời cốm của tôi hả? Mơ đi bà. Có cái lương, có cái lương nhưng mà trong đây không có chìa khóa nào hết. Đừng có mở game để chết ra kiếm chìa khóa nha mấy bà. Có gì hết trơn nè. Ủa sao lương này là nó giải đáp ở trong rừng à? Giết vampire rồi. Ê mọi người, cái cửa nó bị vỡ rồi nè. À dạ. Nó bị vỡ rồi, kỳ vậy. Quá, tức là vừa rồi là chúng ta phải giết vampire là được hả? À. Tức là vampire bà, cái đọc vampire tôi kêu tức ghê. Là vampire rồi. Ai? Ủa khoan từ, tính ra nó yêu cầu. Tính ra nó yêu cầu chúng ta là đi kiếm người ta chìa khóa mà chúng ta chưa kiếm được chìa khóa mà nó tự mở cửa cho chúng ta qua luôn, gì kỳ vậy ta. Mà nó không phải là mở cái cửa nữa mà nó bởi hai cục gỗ kế bên cửa. Ờ có khi nào có ông nào đập vậy? Ồ, vậy là chìa khóa sẽ nằm trong cái khu rừng này nè mọi người, vòng vòng kiếm đi. Ôi em kiếm chìa khóa mà em tìm được ngọc lục bảo nè mọi người. Anh có lương nào không? Đừng có nói tí nữa nguyên con mặt cà rồng xuất hiện nha. Khi nào đập chiếc vampire rồi nên cửa mở hả? Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nào. Thì ở đây cái gì vậy? Sao điện có nguyên có cái nguyên cái ngôi mộ đây vậy? Ủa sao tự nhiên có nguyên ngôi mộ đây? Ủa mà sao chỗ nào cũng thấy có cái nút. Nó xuống nữa nè. Ui. Đâu. Ui. Mọi người lấy đất lớp phong à. Ui. Mọi người bên dưới đây hình như có ông ma cà rồng hay sao nè. Có hai cái răng nanh nè mọi người. Sao lần nào mấy ông vô mấy ông thấy đồ người ta là NPC, người ta đang vừa hướng dẫn các ông cách chơi game. Mấy ông vô mấy ông lột đồ người ta hết trơn luôn, mấy ông ép vừa thôi mấy ông. Ủa rồi con NPC nói gì mọi người? I am Nelly nhưng nó chưa kịp nói gì vì anh lột hết đồ. Đợi muốn ba cái đồng vô cho hầu anh. Ui nó biết hết đồ chơi kìa. Dracula nè. Oh my god. Ui hình như em mới thấy nó biết thành con dê phải không mọi người? Ờ nó cũng mở không? Cửa mở chưa? Mở luôn. Wow. Đợi mở đồng vô anh để làm ma cà rồng. Ok. Bây giờ chúng ta. Ủa. Cap up blue. Trong mấy cái đường này có gì mọi người? Lấy trong mấy cái đường này có gì không? Lấy. Đây là mấy cái đường hang đồ. Ông ơi, anh biết rồi, cái này không phải là mình trang gian mà mình đang hóa thân thành nhân vật ở trong game này. It's a trap. Tất cả mọi người đang hóa thân vào cái hang từ đi ra. Đây là ba cái chìa khóa được giấu ở bên trong hang gì con dơi. Ờ đó con dơi. Kiếm đi. À. Ôi ơi, con gì? Ôi ơi, mày con gì đây? Ai? Mọi người. Con gì đánh em nè mọi người? Trời ơi, giờ khách cả mình. Ma cà rồng á, ma cà rồng. Ui. Cái này là ma cà rồng hả? Rồi sao Quỳnh chết đâu luôn rồi. Ôi trời ơi, Dịch ơi, đề nghị ông Dịch với ông Siro kể hai cái đầu của hai con kia ra nha, nhìn không phân biệt được ai là người, ai là ma cà rồng luôn á. Trời ơi, xem cái đầu anh mà trời. Phong ơi, mình kiếm được cái chìa khóa nè. Mọi người, ở trong đây em thấy nó có một cái cây kiếm gì nó cắm ở trong cái cục đá nè mọi người. Wow. Bà đây xuống chìa khóa mọi người. Nhưng mà hình như là mình không vào lấy được, mình phải bắt cua lên đây mình kiếm chìa khóa sao á. Đây, mọi người để em, từ nãy giờ mọi người kiếm tôi được chìa khóa đúng không? Tôi không có đồ ăn, tôi không nhảy cao được mọi người ơi. Còn em có đứt cái này là bắt cua hả? Cho miếng đi. Dịch bắt cua vậy, bắt cua vậy. Bắt cua đơn giản ra ba này. Ông ơi, nghe anh. Em nhảy làm chi cho mất công, sao em không nói sớm anh quăng xuống cho nè. Trời ơi, ông lên tới nơi, ông cứ đại đi. Ok. Gì vậy? Quăng gì vậy? Ủa, khoan từ. Chìa khóa. Hồi nãy nó yêu cầu mình là kiếm mấy cái chìa khóa ta? Ba cái chìa khóa. Đúng rồi. À, ok, đủ rồi đúng không? Để tiếp tục, mình phải để chìa khóa vào đâu? Cắm ở đâu?
cắm ở đâu? Bây giờ quan trọng là cắm ở đâu nè? Đây, ở đây, ở đây, gắn vào đây đúng không? Rồi một cái nè. Đừng gắn hụt ra tay Phong. Hai cái, ok, mở. Mở. Rồi, đây đây một đường hầm như thế này nè. Hả? Gì? Có gì? Không đúng, đường hầm này lúc nãy tôi vào đây là nó ghi là đây là một cái bẫy mà. Gạt lên, mọi người gạt lên. Mọi người gạt lên giúp tôi, mọi người gạt lên. Từ từ, gạt lên. Đó, ok, rồi đi vô. Rồi ok. Ok. Ủa là sao? Cái gì vậy? Từ, đó đi vô. À, vậy là nó xuống, ai đó ngã xuống đi, ai ngã xuống đi. Từ, đừng. Tức là đâu cần gạt đâu mọi người, mình đâu cần gạt đâu. Ồ, mình quá được rồi mọi người. Tránh ra. Ồ, mà tức là hình như là đâu cần gạt đâu ta. Alo. Cần gạt, phải đi kiếm chìa khóa nó mới mở cái cửa đó đó. Ban đầu là cái cục nó như vậy rồi, chỉ cần không ra là được rồi. Mấy ban đầu là cái sỏi, xong rồi Camui đập sừng. Chạy. Mấy mùi ơi, chị có thể nào đừng đập đồ được không chị? Ok, rồi qua bên đây. Ba cà rồng nó dí kìa, ba cà rồng nó dí đó kìa. Ê, con ba cà rồng, trời ơi, nó qua quýnh em nó mời. Trời ơi, chạy. Mày, ok. Trời ơi, ê Siro dịch cởi cái nón đi, em không phân biệt được người với ma cà rồng luôn á. Cởi cái nón đi các bạn. Đây, cởi rồi. Đùa mê cái. Dịch ơi, đó, chạy cho anh cởi cái nón ơi, dịch em nhìn anh này, em phân biệt được con nào có ma cà rồng mới quýnh lộn anh hoài luôn á dịch. Trong đây có đồ ăn nè anh em cho tôi xin phép lấy đồ ăn trong đây nha, tại tôi đói quá rồi. Đâu. Ủa anh lấy ít chứ anh phải cho người ta chứ anh cho em đi, cho em đi. Còn đúng cái này. Đây nè. Mọi người, mình có đồ ăn nè mọi người. Nè mình có đồ ăn nè. Ủa cảm ơn cây. Phù thủy ra tay. Em mới nhặt được rồi hồi nãy mà. Rồi, tiếp theo là gì đây? Ủa mọi người, ở bên kia em thấy có nguyên một cái tòa lâu đài luôn kìa. Wow. Đến cái chỗ ma cà rồng xong rồi chúng ta đánh ma cà rồng đúng không? Em xin phép lấy cái giáp của thằng này với lại cái cây kiếm của nó. Của em thì được, em không bao giờ đi lấy. Không, mày thấy mọi người lấy thì em lấy theo thôi. Ok. Nó còn có đúng cái quần hả mày lấy luôn vậy? Ôi trời ơi. Lấy luôn anh ơi, giờ cuộc sống khó khăn mà. Sam ơi. Ơi Sam lại đây. Không có cái bộ đồ này cho Sam nè, đó mặc đi. Mặc vô. Dạ. Rồi ok. Đồ xám này đẹp nè. Rồi mọi tiếp. Ủa cái gì vậy? Sao ông Rô ông đi xuyên cái bức tranh được vậy? Ủa đây áo đó không? Mọi người ơi, mọi người lấy được có lụm đồ ăn ông cho xin miếng coi gần chết. Đây em có rồi, em có rồi. Ê Phụ Thủy ơi, cho xin đồ ăn Phụ Thủy ơi. Cái gì Phụ Thủy mà. Ok thì ở bên đây thì chúng ta đang thấy là nó có những cái bông hoa. Ủa gì xem. Ủa chở tôi đạp vô cái nó làm tôi giật luôn á ta. Bắt đầu quá, đừng đi vào cẩn thận nha. Ok vậy thì mình phải nhảy qua rồi, xong em nhảy qua em trúng rồi. Ok. Mọi người qua bên đây có cái ngôi đền gì nè mọi người. Đây có vàng nè mọi người. Đổi đồ hả? Các bạn này có ai muốn đầu vàng không? Các bạn muốn đầu vàng không? Có không nói mình vừa được 32 ngọc lục bảo đâu. Em cũng không nói là em mới vừa lượm được trái táo vàng không? Ê mà khoan mọi người, sao từ nãy tôi nghe tiếng sét đánh hoài mọi người. Em đi xin chỗ ra thoát ra khỏi đây thôi. Trời ơi sét nó đất trời. Ơi con này đúng kiểu nó sẽ đánh vào đầu mình random á. Ủa có khi nào? Ê, trong cái đền nó có gì không? Có khi nào trong đền nó có vật gì đó nó viết bờ không? Trong đền này nãy lụm mấy cái rương thì được cái bờ rồi anh ơi. Trong cái ngôi đền hồi nãy em lụm được cái này nè đâu. Đưa đây cho tao. Nè cái này nè. À đặt đây thử không? Đặt đây thử. Làm gì? Ui sét đánh. Thôi chạy mọi người chạy. Chạy. Ôi trời. Thôi để em. Biết rồi sao á? Để em. Ê da. Sét cho sét thử bánh mì coi. Ok, dạ thưa ông con trả lại cái đó cho ông đừng đánh sấm sét bọn con nữa, con xin ông. Đây, đánh nữa kìa. Đánh ghê dữ rồi trời. Thôi đi mọi người, đi có đường không mọi người, kiểm tra có đường không. Mọi người ơi, có đường nè. Con đường đi đâu rồi? Ơi. Sao chưa gì qua đây gặp cái ông gì mà ông gì ve ếch gì mà cứ như là cái gì Thanos vậy? Muốn đấm đi mọi người. Thôi có cái kiếm đánh không đâu mọi người. Đây. Cẩn thận nha mọi người. Cái này khoảng 8 thằng quay lại đánh cho được rồi. Tôi á giờ ta tôi như anh em tôi đâu. Ơ nhưng mà sao ông nào khỏe vậy? Không sợ, đối thủ mạnh chứ sợ đối thủ di chuyển thôi, còn mày đứng yên rồi đánh chết à. Ui. Ờ chết rồi. Wow. Chết queo rồi, chết queo. Thấy nó đẹp không mọi người? Kiểu nó chết trong mấy cây này cắm xung quanh nè. Ui. Ồ. Ê mọi người, em lụm được một cái chìa khóa nè. Chìa khóa này làm gì? Ok, chúng ta đã quay trở lại nè. Thì mình đã kiếm được cho mình một cái chìa khóa. Thì hồi nãy Mimi bị cái ông đó ổng đánh sấm sét cho Mimi chết queo. Thế là Mimi dịch chuyển qua bên cái ông đó luôn các bạn ơi. Ok, cái này để mở này đúng không? Chỗ này nè, cái này nè. Đúng không? Đúng rồi. Ủa rồi Phong ơi, sao tới cái lâu đài Phong ơi? Ủa sao mà qua đây xong chạy tới chỗ gì anh? Đấy đó.
Wow. Ê, sao qua đây nhìn thấy ghê quá ba. Ừ, em thấy trời tối thui rồi, em thấy hơi sợ sợ anh ơi. Đây chìa khóa tiếp nè, mở được nữa không? Ôi, quái vật, cẩn thận quái vật. Ở đâu? À, mình bấm nút là có quái vật, Ui, một cái con bộ xương biết bay, bái rồi. Ê, mình bấm ra nó có ra chìa khóa không ta? Bấm nó đâm hả? Mẹ con lý rồi đó. Yeah, em không quái vật đánh luôn, tao bị anh em đánh quá. Ê à, đau á. Quái vật cũng đánh, tao bị anh em đánh quá. Ê, cái đường, ui. À, em hiểu rồi. Vậy là sẽ có một cái ngôi mộ là nó có chìa khóa ở đây, em chọn đúng rồi nè. Ok, đi qua. Ui, có đôi giày xịn, cái đôi giày kim cương xịn, lấy luôn. Ok, đi xuống. Trời ơi, anh em mình chiên à. Rồi, mình lại đi xuống một cái ngôi mộ, tới thui. Oh my god. Ê, có cái nút bên này nào không? Có cái nút bên đây nè. Đây, từ mọi người đợi tôi xíu, tôi bấm thử cái nút này coi có ra gì để thấy có ngôi mộ nè. Ôi, nó ra con dê nãy kìa. Dracula. Con dê này à. Ồ, ông này là con ma cà rồng nè. Ai là mình đang chơi hành trình tiêu diệt con ma cà rồng này hả? Ủa khoan, nghĩa sao con ma cà rồng này nó chỉ là con dê bé tí tẹo, mình quýnh một cái là xong rồi. Không đúng đâu, nó phải còn một cái nữa, tại vì phía đằng trên kia còn một cái cửa nữa. Ủa sao? Ủa nên mình xuống đây hết rồi hay sao? Ủa cái này là bị lừa rồi. Giết con ma cà rồng, Dạ, mày thử giết cái đi. Ây da, sao mọi người quýnh tôi? Anh em thật là bị đánh không? Từ từ đứng góc thôi, Ờ, không giết được. Không đánh được. Từ từ đi ra. Anh chị em. Từ từ. Nó đang nói cái gì đó. Mọi người từ, nó đang nói cái gì đó. Từ từ. Ôi. Ôi trời ơi, nguyên con zombie từ bên dưới mộ chui lên kìa. Trời ơi. Dễ chị mà. Sao mà con zombie nó không quýnh tôi mà anh em quýnh tôi muốn chết vậy anh em? Mình còn 2 tim thôi anh em, đừng quánh mình nữa, mình ngầm, cảm ơn. Cố lên anh em. Anh em phải nào đừng quánh mình nữa anh em. Đừng có quánh thôi. Ê mọi người, tính ra từ nãy tôi bị con zombie nó cắn quá trời luôn rồi. Cuối cùng mà tôi vẫn ở dưới đây là sao? Phong ơi, Phong ơi. Nhìn này. Ủa? Xin. À, em xí được nguồn nha. Em xí được nguồn nha. Em xí được nguồn. Rồi, anh em nhanh đấy, mùi nhanh thế. Em nha. Rồi. Ôi, xí được quá trời đồ ăn luôn. Bên này có cầu thang à, em đi đâu? Ôi. Đi vào. Ở đằng sau có một cái cửa, Ở coi cái chìa khóa không? Coi cái chìa khóa không? Ai lấy chìa khóa vậy? Ai cầm? Không, em không cầm chìa khóa, có ai cầm không? Trong gương này có chìa khóa, ai mở rương? Bây giờ tất cả những đứa nào nãy giờ lộn giáp kim cương kiếm nôn ra đây, tao lộn đúng cái chìa khóa rồi. Bây giờ nôn hết ra đây, tao đưa chìa khóa không rồi. À, bây giờ dịch, bây giờ mà bọn em không đưa giáp kim cương cho dịch là dịch sẽ không đưa chìa khóa cho bọn em đúng không? À, ok, đây, giáp đây, lượm đi. Đó, lấy đi anh, lấy đi. Ok, nôn hết giáp ở đây, mấy thằng lộn giáp đâu, vẫn thiếu bộ giáp đâu. Trời ơi, cái gì mà sao mà anh ác như vậy? Đâu, Mui vừa thấy lột ta rồi, nhanh lên, không phải thay. Bạn nhìn mình sẽ đem này, bạn nhìn mấy đồ giáp cùng các thứ này làm gì có. Một là đưa, hai là bây giờ mình sẽ vứt kia chìa khóa đi, nhanh lên. Vứt đi, bạn vứt đi. Thôi, chị ơi. Chị ơi, em lại, hai anh chị, làm ơn đưa em cái chìa khóa đi, đưa đồ. Được rồi. Bà ca mui lụm rồi. Bà ca mui lụm lại rồi. Mày bay đâu? Hình như đâu có cái mũ đâu anh. Chỉ có bộ giáp như thế này đâu, không có cái mũ. Không đòi cái mũ ở đâu kiếm ra cho ông nội. Đưa chìa khóa đây. Mặc đồ thì xịn nhưng mà cầm kiếm gỗ. Tao cầm kiếm xịn nhất đưa đây. Không có kiếm xịn. Công dịch này chơi kỳ thật. Anh ơi, coi chừng đặt nhầm. Cái này đặt ở trên đỉnh đúng không? Đúng rồi. Đặt ở đâu cũng được, kế bên cái cửa là được. Trái phải cũng được, mọi người tránh xa không? Đặt nhầm bây giờ. Ok rồi. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ vào tòa lâu đài. Ui, nó mở cửa nè. Yo. Không vừa chạy qua nha. Đây. Sao lần nào? Để anh ta nhậu. Sao mà lần nào cũng quýnh em vậy? Gì vậy? Ai ai em đừng quýnh tôi. Sao nó lấy đi mà đồng đội quánh nhau nhiều vậy? Từ nãy giờ em tàn bị đồng đội muốn chết Hay. Ai với cháu đem bay vậy? Sammy. Em. Sam đã bị bà bay giết chứ mãi là Sam với cháu bà bay rồi. Dạ, ai biết. Ở chỗ này em thấy có hai cục sắt màn hình như ngãi, có ai có kiên cấp đúng không? Đào thử coi. Có nè. Coi trong đường có gì, anh em nhanh quá. Mexico, ba. Ai trời? Lại bay sao qua. Đường này là hai thằng luôn. Sao mà ma cà rồng đông quá vậy trời? Trời ơi, từ nãy giờ gặp mấy con rồi á. Tôi không thấy cái map này có gì đáng sợ mà gặp ma cà rồng nhiều quá tôi sợ đó mấy. Trời ơi, trời. Tha cho thầy đi. Nãy giờ tôi bị cái ma cà rồng đánh chết mà anh em quýnh tôi mất quá trời máu thì nhiều. Em ơi.
ít hiệu ứng bánh mì ấy. Cái bánh mì này Kha xin anh định là nhặt được nha, không dùng hiệu ứng nha nha. Ok bạn Esther hãy tua lại đoạn của Kairon để xem coi Kairon có dùng bánh mì hay không, có dùng hiệu ứng lấy bánh mì hay không nhé. Bánh mì phụ hiệu ứng hiểu không? Okay. Bánh mì đặc biệt. Bên này có cái cửa vậy nè, mọi người đi qua đi thử coi. À, khoan, dưới này có đường nè mọi người. Tôi tinh đâu, lắm. Trời ơi, tôi tinh mà. Wow. Ê, ôi mùi mắc tinh đó nha. Trời ơi. Lừa, hay quá lừa. Tính ra là chị ơi, tôi thấy đường nè, xuống đây nè. Ôi, đường vậy. Đâu? Không mở được. Có lắp tàng hình. Ôi, có bài lắp tàng hình nè, anh Dịch, anh đi trên lắp tàng hình nè. Có gì nữa. À, vậy là mình phải đi theo đường lắp tàng hình hả? Mọi người nhảy lắp tàng xong mình nhảy liền á, ro nhảy liền qua đây đi. Ui chà, sắp chết rồi. Có lên. Mò đi anh em, mò đường. Ơi con zombie. Lấy được đồ rồi. Tính ra là ông Siro ông bắt cô qua nhanh ghê ha. Ông nhảy một phát qua lấy được đồ luôn. Rồi lấy được gì anh? Đây được cái bông hoa nè Phong ơi. Nè. Bông hoa làm gì vậy? Bông hoa này. Mọi người con zombie ra bắt lên leo cầu thang. Đâu? Cái gì đâu. Lấy lên. Lên kìa. Trời ơi. Em còn 10 ổ bánh mì anh ơi. Anh tin là em có thể có thêm rồi. Mọi người ở chỗ này. Ở chỗ này nó có một bức tường, có ai có kiến cấp không? Đập thử ra coi nhiều khi mình đi qua đây sao á. Không đập được. Em mở cái cửa ra. Ủa? Vậy đó cuộc. Ủa mà cái rương nó có mỗi bông hoa thôi hả? Ơ mày đập rồi. Bức tường. Ok mày đập được đây. Để không? Hai mày đập được mà Siro đập được. Ủa trời ơi. Ông hai vậy? Siro yếu. Ok rồi đi qua. Cao vậy? Mọi người lên đây. Trứng rồng mọi người ơi. Nó theo chuẩn bị hết đi mình xuống rồi. Oh my god. Biết rồi. Có đá đỏ nè. Với lại mấy tô sắt. Có sắt máu à. Để làm cái gì ta? Cái chanh có xuyên tường gì không nè? Ơi chanh này xuyên tường, chanh này xuyên tường này. Oh wow, ba đầu. Đây nè. Bên nào? Nào. Tất cả cùng đâm đầu tường nào. Ở đây mà ta. Đâm đầu. Đây. Oh wow. Ui. Oh. Ở đây đi rồi. Trong đây có gì? Có cái quần. Ê mấy bạn có thể nào gọi là đồ trong rương hàng thế nào nói cho anh biết bên trong có gì không? Mấy người lấy xong mấy người âm thầm mà nhất là Mimi á, không biết nói thì thôi quăng đồ cho ta đi, giữ đồ trong người xong không ai biết bà cầm cái gì người luôn á. Em cái chắc là không thì mấy người lấy đi. Em cái chắc ở trong cái rương nó sẽ có cái gì đó mà tôi chạy qua, mỗi lần tôi chạy qua tôi mở rương lại không thấy gì bên trong hết đâu. Đây là cầm Kura nè. Ủa rồi có ai kiếm được cái nút không mọi người? Tôi còn cái nửa tim tôi sắp chết rồi. Ủa ai coi. Ê có cái nút ở đây nè. Nè cái ai trời ơi, mình luôn ba. Ai ơi. Gì anh? Thôi thiệt cái này là gương Ender chết mà làm sao mày kiếm được cái nút chỗ đó mà khai thiệt luôn. Tại sao lại vô lý vậy? Vô lý hả? Alo. Tôi cảm giác của mình. Ủa sao kỳ? Ủa sao em thấy người ta? Tôi nói thiệt là tôi nói thiệt là tôi cảm thấy là tim mình rất là hãnh diện khi có một phù thủy trong tim. Ủa trời ơi. Tại sao thế nhỉ? Thôi mặc rồi đi. Tất cả con map đều sẽ dễ dàng hơn nếu như có phù thủy. Mấy con đúng rồi Phong, đạp đi. Đây tôi đạp. Ok Mimi có cái cấp Mimi lại đào nè, cái Mimi. Lúc cần bà đào thì bà không đào. Trời ơi. Lên. Rồi. Đạp lên. Ủa sao? Ủa gì vậy? Đây đạp vô cái đúng đây là một cái lỗ anh em ạ. Ôi đây con dê nè, con dê xuất hiện ơi. Bị đánh. Nó đây rồi, từ nãy giờ chúng ta vào lâu đài nè để tiêu diệt con ma cà rồng này nè. Thì ra đây là lâu đài tầm nãy. Anh em ơi, để tôi tuôn nó. Trời ơi. Đứa nào chọn cái bình hay vậy? Anh em ơi, Trời, có nó chạy gà ảo chưa? Tôi nó lại vào góc.
Thôi được rồi, tôi nói mọi người nghe nè. Tôi nói mọi người nghe nè, ma cà rồng không bao giờ có thể mạnh lại bằng phù thủy đâu. Thấy phù thủy cây đơn, chịu hồi sinh mạnh, giáp kim cương, phu giáp đây rồi đó. Ôi trời ơi, mọi người đứng yên, để coi. Mọi người đứng yên, để cây đơn. Ôi chết rồi, chết rồi. Ôi không, cần cây đơn nữa rồi. Chết hả? Chết rồi. Nó biết anh rơi, nó biết anh rơi. À vậy là nó biến thành con dê chứ không phải là nó chết. À vậy là ủa sao? Ủa vậy là mình tiêu diệt được Dracula vậy là mình. I have a chip a grip form. Ờ tôi có một cái form rất là tuyệt vời. Nó đang nói chuyện, nó đang nói hỏi với mình. Ơi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Còn. Để mình chơi đó, mình có cây đơn phù thủy. Tiến lên cây đơn phù thủy. Cây đơn đó. Cây đơn này đấy kìa. Cây đơn này được kìa mọi người. Cây đơn này được đấy cả mọi người. Ơi, cố lên. Hay quá, cây đơn này được đấy. Ơi. Em Phong ơi, tại sao Phong không xông vào đánh vậy? Em hả? Em vô gốc. Em mới bị nó hút chết rồi chị. Coi phù thủy cây đơn kìa mọi người. Ôi em ơi. Ok, em tối lại. Ủa anh em, rất ngầu. Yeah, anh em cố lên. Ủa chị em. Xong rồi. Vậy là chúng ta đã giành được hai đấu loại kìa. Chơi chưa hai đấu loại kìa. Ủa rồi ôi. Hai đấu loại kìa. Ủa đâu rồi? Ủa chơi đấy. Ủa hai đấu loại thiệt á. Ủa trời. Vậy là từ nãy giờ chúng ta đã đi nhầm vào căn hầm của Herobrine. Oh my god. Herobrine. Lên đánh nó, lên đánh nó Hồng ơi, lên đánh nó Hồng ơi. Cái đó thù thủy. Cái đó thù thủy, tiến lên. Ôi trời ơi. Vỗ tay. Hay quá. Cái đó thù thủy lao vô đập một cái Herobrine biết mất. Herobrine biết nhất rồi. Ok bạn ơi. Và vừa rồi chính là trận chiến giữa Hero Team và Hero Bride mọi người ạ. Ui, hợp lý nghe phần vết. Trận chiến giữa Hero Team và Hero Bride. Và anh em thấy đó, team chúng ta ai miễn là chỉ có cần có một phù thủy thì mọi con map đều sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ thôi. Ok, cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thích những video Hero Team chơi game cùng nhau như thế này nữa thì đừng quên hãy bình luận cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau. Và anh em đừng quên là hãy đăng ký kênh ủng hộ cho tất cả các thành viên của Hero Team, trong đó có cả phù thủy Kairon nữa nha. Còn bây giờ thì...